đã đưa bài báo về Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức. Tuần trước, ông Khoa Gió, tức là tờ báo Việt Nam Thời báo, ông đứng trước mặt tòa án của Đức. Ông làm live stream. Thế xong rồi ông là nói là trong đó tòa án của Đức đang xử vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Mà theo lời ông Khoa Gió từ xưa nay, ông có chuyên môn là chuyên viên chém gió mà. Gió thổi mây bay. Thành ra ông ấy, từ cái vụ Trịnh Xuân Thanh lúc cách đây là 1-2 năm cho tới ngày hôm nay, chưa bao giờ ông Khoa Gió này ông viết một cái bài gì mà đúng hết. Ông nói lần này ông không vào trong tòa, mà ông dám quả quyết là bữa nay là tòa xử nhà nước Việt Nam qua bên Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông lại còn bịa ra là Bộ trưởng Công an là Tô Lâm, tức là ông Tô Lâm là làm bộ đi qua bên Đức chơi để che mắt, xong rồi cái bên Công an Việt Nam mới bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Và thưa quý khán giả, tôi mới đưa cái bài lên hồi sáng nay, tờ báo Focus của Đức là một tờ báo chuyên môn viết về kinh tế. Cái phiên tòa đó là phiên tòa họ xử ông Trịnh Xuân Thanh đã gọi là có những mờ ám trong việc chuyển tiền từ Việt Nam vào trong các nhà băng ở bên Đức. Và tờ Người Việt đã chụp cái bản tin của Khoa Gió viết lên, cũng viết tất cả các báo Việt ngữ đều viết rằng là nhà nước Việt Nam xử. Ui, bạn bè của tôi gọi tôi qua trời mấy ngày hôm nay. Thì nhiều người gọi hỏi đấy, anh Hùng ơi, kỳ này nhà nước Việt Nam, Công an Việt Nam kỳ này vỡ mặt rồi, sao họ tin là cái điều đó có thật. Và bữa nay thì tôi mới đưa cái bản tin sáng nay đưa lên rồi của Phú Quốc rằng rõ ràng là không có cái chuyện đó. Thưa cái vụ mà cái ông Khoa Gió này đã có phải là một cái người mà bị trục xuất, ông Khoa Gió này là cái người mà đi qua Đức từ miền Bắc, từ công dân xuất cảng công dân như gì đó lao động vào không ạ? Ông là một không biết là nói là ông nhà báo là cái gì cái, nhưng mà ông ở trong nước thì ông chống đối nhà nước, xong ông bị chạy qua bên Đức. Đấy, ông xuất cảng được qua bên Đức, lúc đó là tình thế là kia, hồi xưa ông có đi du học qua Đức. Đấy, ông đi du học Đức thì ông này kia hình như là ông có quốc tịch Đức. Đấy, thành ra ông mới được ông được chính phủ Đức can thiệp. Đó, qua bên đó ông mới mở cái tờ Việt Nam Thời báo. Thì tạp chí Focus cho biết vợ chồng Trịnh Xuân Thanh đang bị điều tra về nghi vấn thực hiện rửa tiền sau vụ bê bối nhập cảnh Berlin năm 2017. Cơ quan điều tra Đức đang rà soát các giao dịch của vợ chồng Trịnh Xuân Thanh trước cáo buộc rửa tiền. Tạp chí Focus ở Đức cho biết như vậy. Cái bản tin quý vị có thể vào trong đó quý vị xem. Thế nhưng mà đó thì cái người ta xử ông này nghĩa là về ông Trịnh Xuân Thanh, tức là ông mà đã bị bắt về cái vụ mà có vấn đề dính dáng tới Petroleum, đây là công ty gì dầu khí của Việt Nam đấy. Đấy. Thì ông Khoa Gió này là ông lấy những cái hình ảnh hồi xưa ông trong nước đi cạnh Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng này kia, ông khoe là ông là những nhân vật chuyên môn cái là đánh lòe thiên hạ không à. Đấy. Thì ông cái người ta đi xử cái vụ khác, ông lại nói là đi dự nhà nước Việt Nam. Bây giờ thì tờ báo Focus đã đưa ra rồi. Thì anh Hùng, thế này, tôi lại nhìn cái vấn đề nó khác. Cái vấn đề nó khác cũng giống như là cái vấn đề mà cái anh Tú đó, Nguyễn Thanh Tú đó. Dạ. Nói về một cái vấn đề chính trị, về vấn đề ám sát ông bố anh. Dạ, vâng. Nhưng mà nó lại đưa ra vấn đề rửa tiền, lại đưa ra những các cái chuyện rửa tiền. Dạ, vâng. Thì cái này nó cũng tương tự như vậy thôi. Dạ, vâng. Không ạ? Thành ra đó, nhưng mà cái vụ Trịnh Xuân Thanh đó, thì cái suy nghĩ của tôi đó, khi mà cái hồi đó bà Thủ tướng Đức đó, Merkel đó, dạ, vâng. Bà ấy
kết án rồi thì các cái cộng đồng ở bên, nhất là bên Đức rồi thì cộng đồng này nó nói rằng thì là bà ấy có ảnh hưởng với lại Âu Châu, hiệp hội các nước Âu Châu mới gì đó, nghĩa là một cái thiệt thòi vô cùng, mất hết uy tín. Theo tôi đó thì tôi lại nghĩ ngược lại, tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam cái hành động đó nó mang tính cách ngang tầm quốc tế. Cái đó mới xứng đáng là cuộc cách mạng Việt Nam. Tao cũng không coi đất nước của chúng mày ra cái thì gì đó cả. Bác thấy không, cái hôm cái lúc nó xảy ra cái gì là cái nghị hội G7 ở Đức, mà chính bà Merkel lại mời ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của mình đi qua với tư cách là dự khán, tại vì một nước tổ chức, nước chủ nhà họ có quyền mời được hai khách mời, mà Việt Nam là một trong những khách mời đó. Thành ra bởi vậy đó, không phải là thành viên của G7, thế nhưng mà đã được mời để ra dự khán và được tiếp đón rất là long trọng. Cái cộng đồng mình cũng chạy ra nói là đi chui cửa sau. Tôi đưa một toàn bộ những hình ảnh đón tiếp như thế nào, video hình ảnh này kia, vào văn phòng thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc, còn gọi qua bên này nhờ anh Hùng gửi dùm cho cái link mà cái bài viết của anh, và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất trân trọng những cái gì mà KBC Hải Ngoại đã đóng góp vào để làm sáng tỏ sự thực hiện. Thì tôi hỏi rằng cộng đồng mình ở đây cũng giống như tờ báo Viễn Đông tuần vừa rồi đó, nói là tố cáo rằng là cái nước mà Slovakia là tiếp tay mới lại cho mật vụ Việt Nam để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về. Thì tôi hiểu bây giờ các vị đó nói cái gì thì chúng tôi không biết. Chỉ có những cái tay Việt Nam nó có một cái vai trò quốc tế, tay chơi quốc tế mới coi thường những các cái tổ chức. Chỉ có bọn Israel hay là bọn Trung Quốc nó mới phái người đi ra bắt người ở trong những quốc gia khác thôi. Tôi thấy cái này là tôi thấy hãnh diện về cái hành động mà Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức bắt cóc, không phải là bắt cóc mà tổ chức để dẫn độ cái dẫn này độ về. Anh này là một cách hợp pháp mà phải đi qua cửa quá cảnh. Vâng, thành ra đó thì tất nhiên đấy là một hành động bắt cóc cũng giống như là bây giờ mà ở bên chú ổn này chú ấy cũng tổ chức mà thanh toán người anh chẳng hạn, người anh ruột chẳng hạn, hay là những các cái vụ mà ám sát chính trị hay thanh toán chính trị đó, hay là ví dụ như là mình nhìn thấy Israel đó vừa rồi đó, nó bắn đạn thật vào cái cuộc biểu tình của những người Palestine đó, rồi thì là quốc tế mà định tới cái điều tra cái gì đó mà thôi đi chỗ khác chơi. Netanyahu nó mới vén màn bí mật lên, nó hỏi cái tình báo của tôi hỏi như thế nào đấy. Không, thành ra nó bảo thì là đi chỗ khác chơi. Thành ra chỉ có những cái nước lớn nó mới có một cái thái độ đúng mức để mà người ta không khinh. Chứ còn thì bây giờ mà mấy chú em ở đây mà nói chuyện là nhà cầm quyền Việt Nam hèn với giặc với ác với dân đó, thì đấy. Đấy mới là cái đấy là những người mà nó chơi cờ, cái tay cờ cao, tay cờ cao trên bàn cờ quốc tế, nó mới dám vi phạm những các cái chuẩn mực vớ vẩn của thay vì đó mình phải khen Cộng sản Việt Nam hay là tình báo Việt Nam giỏi như thế nào, làm sao đưa cái Trịnh Thanh Xuân ra khỏi cả nước Đức bằng cái đường nào, chắc chắn là phải đi qua đường bộ rồi. Tại vì nếu mà đi qua đường hàng không được. Và bắt buộc phải có trình hộ chiếu này, trình đủ hết. Thằng này họ có thể đi bằng đường bộ qua bên một cái nước Âu Châu đó là tiệp khắc hay là Slovakia hay là cái gì đó, xong rồi họ bay về. Nhưng mà đó quý vị thấy rằng Trịnh Xuân Thanh đã về Việt Nam và từ hồi đó đến giờ rồi cái quan hệ của Đức với Việt Nam không có gì suy chuyển hết. Bên mình thì cứ thổi phồng lên là quan hệ Việt Đức đã bị chấm dứt. Tự mình đập ra cái những cái điều đó rồi ngày hội nghị của 7 quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng được mời tới. Thế rồi mới đây thì là bên cái hội nghị gì bên ấy
Tôi quên mất, thì cũng Việt Nam vẫn cái tham dự, vẫn nó bình thường, vẫn bắt tay với lại thủ tướng Đức. Thế rồi ông bộ trưởng thương mại và ngoại trưởng Đức đi qua Việt Nam cũng vẫn được đón tiếp như bình thường, không có gì hết. Và ông đại sứ Đức tại Việt Nam cũng tuyên bố rằng mọi quan hệ song phương giữa Việt Đức không có gì bị ảnh hưởng, nếu không muốn nói rằng chúng tôi đang đi tới những cái giai đoạn tốt đẹp nhất của đối tác toàn diện. Thì tất nhiên là bên Đức thì nó cũng có lực lượng đối lập và bạn nó cũng có cái đảng đối lập, thì nó cũng hỏi tội cái chính quyền thì cũng phải có cái biện pháp nặng đối với lại cái vụ bắt cóc này chứ, hay là gì đó, cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Cũng giống như là anh nói cái ông Khoa Gió này đó, ông Khoa Gió này đó là tôi thì không biết về cái này, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng thì là vì cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cho nên đó cái an ninh của nước Đức nó mới bới ra, rằng thì là có một nhân viên của tòa đại sứ Đức, rồi thì cái mạng lưới ở các nước bên cạnh mà tổ chức như vậy, mà cái anh những các cái người xuất cảng lao động này này nó đi qua nó làm giàu và nó cũng ở trong cái băng mafia của cái đất nước đó, nó có những các cái vụ buôn lậu xuyên quốc gia, cũng giống như là ở cái chợ Vòm ở Moscow đó, đến nỗi mà nhà cầm quyền Nga nó phải đốt cái chợ đó đi, rồi thì là cái ông Khoa Gió này đó cũng lại là trong cái hồ sơ đen của cái an ninh của Đức á, thì ông này cũng cũng có quý vị có tên, phải không ạ? Thành ra quý vị thấy động ổ, quý vị lên tiếng, quý vị chửi cái thằng kia thế thôi. Nhưng mà nhìn một cách khác, thế là đấy là một. Cái thứ hai đó là cái câu chuyện mà rửa tiền hay là cái câu chuyện mà vi phạm, thì cái cộng đồng này nên có một cái nguyên tắc, tôi nghĩ là có cái nguyên tắc nó thế này, tức là nguyên tắc đánh lận con đen, biến biến nhân thành quả, biến vinh thành nhục, bảo ạ. Đấy, ví dụ như là cái vụ mà đi, đi 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 bắt cóc này đấy, nó lại là một cái vinh thì nó lại đổ thành là cái nhục, phải không ạ? Và cái nguyên tắc này đó nó tràn lan kể cả những các cái thứ như là những các cái vụ mà đi lên internet rồi vụ đối thoại giữa Huy Phương hay là kể cả kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa đó, nó cũng lại là một cái loại thỉnh thoảng nó lại đi làng sang một chút, nó lăng ba vi bộ, hôm nay nó chửi, ngày mai nó lại nói cái này cái kia, thì nó mới có chuyện nó nói chứ, nó có chuyện nó nói chứ không có thì nó sống bằng gì đó. Thành ra cái độc giả, tùy từng trình độ độc giả, mà độc giả coi khi mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã có một cái chút uy tín, đã có một chút uy tín rồi thì cũng bắt đầu nói lếu nói láo cho nó để có kiếm miếng ăn, chứ không có là cái cộng đồng này nó bạc lắm, thưa Bác nó. biết là ông cái hôm mà tôi đi tham dự APEC 2017 ấy, cái mà người khách đầu tiên đó, họ hay lắm, họ là tổ chức cái buổi tham luận như thì trên sân khấu tất cả những người thành viên đây ngồi dưới này hết, trên sân khấu nó chỉ mời nó chia làm 3 lần. Cái mở đầu cái buổi nói chuyện đầu tiên là ông Philip Roessler. Ông đó là ông nguyên thủ tức thủ thủ tướng Đức mà người Mỹ à người Đức gốc Việt. Ông đó là Bác sĩ này. đấy, đấy một cái diễn giả trong cùng với lại ông Vũ Tiến Lộc, là cái người đã tặng tôi cái tượng mẹ Âu Cơ đó. Đấy. Thì ông đó Vũ Tiến Lộc với lại 2 người nữa, cái hiệp đầu tôi gọi là hiệp này, trong hiệp thứ nhì hiệp thứ ba, nhưng mà tôi chỉ nói
Nếu mà một người mà nếu mà Đức mà Việt Nam đã có một cái sự rạn nứt thì ông Philip Roessler không thể nào mà lại được mời qua để mà diễn thuyết như vậy được. Mà ông lại nói một câu rằng á, ông rất kỳ vọng vào cái tuổi trẻ của Việt Nam, bởi vì họ đây là những người thật sự sẽ đóng góp cho đất nước Việt Nam trong tương lai, bởi vì họ là những người giỏi. Ông nói câu đó, 2 ngày sau ông Donald Trump cũng nói một câu giống tương tự như vậy. Đấy, thì đó cái thì tôi không biết là ai bắt chước ai đấy, nhưng mà ông Philip Roessler nói trước đấy và ghi nhận. Đây chúng tôi chỉ muốn nói rằng cái sự băng giao giữa Việt Nam và Đức hoàn toàn Cộng hòa Liên bang Đức hoàn toàn không có gì gọi là bị rạn nứt giống như những cái nhóm mà báo chí lề phải ở đây và những cái tổ chức cộng đồng và nhất là ông Khoa Gió xuyên tạc. Tôi sẽ nói chuyện ông Khoa Gió sau. Dạ vâng, cái vợ tại vì ông này thật sự ông thích được đề cao ông lắm. Ông qua bên Đức ông ở nhà với ai và ông bị vợ ông đuổi đi nữa vì lý do ông nói bậy nói bạ. Chúng tôi không muốn nói chuyện cá nhân nhưng mà tôi còn biết cả những cái chuyện vợ ông bỏ ông nữa cơ. Không, thành ra cái những người hoạt động chính trị nó nhiều khi cái cửa tan nhà nát. Dạ, vâng. Dạ, vâng. À, đấy là cái người mà gương can đảm tại chính trường đấy. Dạ, dạ. Chứ không dạ, vâng. Dạ. Như bởi vậy tôi là ghi nhận cao sĩ Lệ Hằng lắm. Dạ. Vâng, chứ dạ, còn thì dạ. Là nếu mà một gia đình êm ấm thì không nên làm chính trị. Dạ. Không ạ? Làm chính trị thì thế nào cũng mang vạ, vợ vâng. Con là mang vạ. Vâng, nhưng mà nếu mà là cái gọi thuận vợ thuận chồng đó là chấp nhận được. Nếu mà lại ca sĩ Lệ Hằng mà không thích thì là chắc chắn là chúng tôi có sự tan vỡ rồi. Cộng đồng này nó cho tan vỡ nhiều rồi. Vâng. Cái hồi đó là tôi đi lên trên làm việc hồi năm 2003, 2003 tôi lên trên Las Vegas để làm việc. Thì ở đây nó đã nói rằng là tại vì tôi được một cái công ty là Treasury Island với lại Mirage với lại Bellagio nó cùng một chủ. Nó mà tôi được ký được mấy hợp đồng để lên làm về networking wifi. Bác biết là 1 giờ 150 mà mình suốt ngày mình chỉ ngồi chơi thôi, chừng nào khách nào bị cái gì thì mình chạy tới vào phòng mình lại sửa cái computer cho họ, là cái đại khái như vậy thôi. Ở đây nó nói rằng vợ chồng Nguyễn Phương Hùng ly dị nhau rồi. Đấy, thế còn có thêm đứa nó còn nói rằng tôi mới gặp Nguyễn Phương Hùng ở trên Las Vegas đó. Bây giờ đó nó thân tài ma dài ngồi xe lăn rồi.